Thực ra thì không có khái niệm loại bỏ môn học cũ, nhưng mà một số môn thì không có nhu cầu của sinh viên đăng ký học nữa thì có thể là thay thế bằng cái môn học mới. Thì đó là lý do tại sao mà cái môn học này ra đời. Thì hiện nay lớp chúng ta học cái môn học này thì vẫn còn ở tự chọn, tuy nhiên từ K43 trở đi, có nghĩa là khóa sau thì nhận thấy cái tầm quan trọng của môn học này thông qua cái phát triển của kinh tế toàn cầu hiện nay, thì cái môn học này đã trở thành cái môn học bắt buộc. Tuy nhiên thì mặc dù là môn học tự chọn, nhưng mà tôi thấy các em đăng ký cái môn học này rất là đông, thì tôi cũng rất là cảm kích về vấn đề đó. Chứ thực ra thì khi mà tôi dạy dạy cái môn học này đầu tiên ở cái K40 á, thì thực ra thì cũng chỉ có hơn 20 bạn thôi, tại vì nó quá mới đi. Và có một cái khái niệm thì khi mà một cái môn học quá mới thì thường thì chúng ta không có rất là rụt rè trong vấn đề lựa chọn, đặc biệt là cái môn tự chọn nữa. Tuy nhiên thì trải qua hai khóa rồi, cái khóa K41 thì các bạn cũng giống như các em là đăng ký môn học này rất là đông, và các bạn cũng đã thực hiện cái môn học này nó rất là tốt. Thì mình cũng mong muốn rằng là các em sau khi học môn học này thì cái mục tiêu gần nhất đây là gì? Chúng ta qua được cái môn này một cách tốt nhất, có nghĩa là gì? Đạt điểm cao nhất. Cái thứ hai là sau này, sau khi mà chúng ta ra trường, dù gì thì chúng ta cũng năm ba rồi, thì còn 1 năm nữa thôi. Hoặc là hè năm nay, một số bạn nếu mà có điểm tích lũy, đủ điểm để chúng ta đi thực tập, thì chúng ta có thể sau khi học môn học này xong, nếu mà chúng ta ưa thích thì chúng ta có thể tham gia trong các cái doanh nghiệp, trong cái bộ phận liên quan đến vấn đề là quản trị chuỗi cung ứng. Thực ra thì bây giờ tất cả các công ty dù lớn dù nhỏ, nhỏ thì tôi không dám nói, tại vì người ta kết hợp các cái phòng ban lại với nhau, do đó thì chúng ta không có thấy được cái vai trò rõ rệt của cái quản trị chuỗi cung ứng ở trong các cái doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên các cái doanh nghiệp vừa và đặc biệt là các cái tập đoàn đa quốc gia thì hiện nay cái vai trò của quản trị cung ứng nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái tập đoàn đa quốc gia. Tôi lấy ví dụ điển hình, một trong những người được coi là bậc thầy của quản trị chuỗi cung ứng, mà thực ra cả thế giới này biết, đó là CEO của Apple. CEO của Apple thì chúng ta biết rồi, Apple thì CEO hiện nay là ông Tim Cook đó. Thì Apple thì người ta sản xuất ra các cái sản phẩm về điện thoại, rồi về máy tính bảng, rồi đồng hồ. Thì thực ra thì cái ông Tim Cook, nếu mà các em tìm hiểu thì ông này gia nhập vào Apple vào năm 2005, với chức chức danh là phó chủ tịch tập đoàn của Apple, phụ trách về cái mảng quản trị chuỗi cung ứng. Và trong khoảng thời gian ông làm việc tại vị trí là quản trị chuỗi cung ứng của tập đoàn Apple, thì ông đã có những cái chiến lược quản trị chuỗi cung ứng giúp cho Apple trở thành một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu liên quan tới cái vấn đề là quản trị chuỗi cung ứng. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là gì, tầm quan trọng của chuỗi cung ứng hiện nay rất là quan trọng trong cái xu hướng hội nhập toàn cầu. Thì mình giới thiệu sơ như vậy thôi. Còn ở đây thì môn học này thì sẽ giới thiệu cho các em các cái khái niệm này, các cái định nghĩa này, các cái quan điểm, giá trị, mục đích, phương pháp và các cái kỹ thuật xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng, để mà cho chúng ta có được một cái nhìn tổng quát trước khi mà chúng ta đi vào chuyên môn sâu. Chẳng hạn như là sau này chúng ta lựa chọn cái ngành nghề. Thực ra hiện nay thì cái nguồn nhân lực liên quan tới vấn đề là quản trị chuỗi cung ứng cũng như là logistics thì còn rất là ít, do đó thì nhu cầu thị trường liên quan tới cái chuyên ngành này thì khá là nhiều. Do đó thì nếu mà chúng ta sau này đi làm thì chúng ta có thể là lựa chọn coi như là một cái môn học, một cái nghề của chúng ta trong tương lai. Thì thực ra thì tôi trước đây thì tôi học về ngoại thương, tuy nhiên sau một khoảng thời gian tôi đi làm thì tôi đi học thạc sĩ thì liên quan tới quản trị chuỗi cung ứng, và đó cũng là lý do tại sao mà thực ra thì hiện nay ở khoa thì không có thầy cô nào có chuyên môn về quản trị chuỗi cung ứng. Thì khi mà tôi vô khoa thì cách đây 7 năm thì khoa cũng đã lúc đó là thầy Trần Mạnh Quý cũng đã đề xuất là đưa cái
cái môn học này vào. Tuy nhiên thì vấn đề là tôi có khoảng thời gian cũng không phải dài mà cũng không phải ngắn, 4 năm để chuẩn bị. Do đó vấn đề là cái khóa mà đầu tiên tôi được dạy môn này sau 4 năm ra trường tốt nghiệp bằng thạc sĩ đó thì là K40. Do đó thì nó cũng hơi lâu một tí. Rồi. Thì ở cái này thì mình có gửi trên hệ thống LMS. Thì sau khi mà mình trình bày xong thì các em có thể, tại vì nội dung thực ra thì mình cung cấp cho các em một cuốn tài liệu đúng không? Thì đa số thì các cái nội dung thì nó nằm trong tài liệu. Tuy nhiên thì thực ra thì cái môn học này nó tương đối là khó, thực ra là khó chứ không phải dễ. Tuy nhiên thì để mà đơn giản hóa mọi vấn đề, quan trọng nhất là khi mà tôi mong muốn các em là chúng ta phải hiểu, thì các em có thể dựa vào cái slide này. Tại vì khi mà tôi trình bày thì tôi nôm na chúng ta hiểu rằng là tôi tóm tắt lại của cái sách, những cái phần nào mà lướt qua thì chúng ta có thể đọc được, còn những cái phần nào mà ở đây thì tôi nói rồi, khi tôi trình bày thì tôi tập trung vào những cái nội dung chính, những cái phần mà chúng ta nên hiểu về quản trị chuỗi cung ứng mà thôi. Do đó các em lưu ý rằng chúng ta có thể theo dõi cái slide này thì mình có post trên hệ thống LMS qua từng buổi học, do đó chúng ta có thể căn cứ vào để chúng ta coi. Cái bài đầu tiên, cái phần đầu tiên này thì là mình muốn giới thiệu các em về liên quan đến cái tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, nôm na là chương 1. Thì với chương này thì chúng ta có 3 mục tiêu chính. Đó là mục tiêu thứ nhất, đó là hiểu được chuỗi cung ứng là gì và các cái hoạt động của nó. Mục tiêu thứ hai thì là chúng ta phải xác định được các cái đối tượng khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng, và cái mục tiêu thứ ba thì là trình bày về ứng dụng chuỗi cung ứng vào cái chiến lược kinh doanh của công ty, của các cái công ty hiện nay như thế nào. Thì đây là mục tiêu của cái chương 1, nôm na chúng ta hiểu là chương tổng quát. Thì thực ra thì khi mà các cái môn học chẳng hạn như là liên quan tới nghiệp vụ, chẳng hạn như là khi mà các em học mình môn thanh toán quốc tế hay nghiệp vụ ngoại thương thì mình tập trung vào nghiệp vụ nhiều hơn. Có nghĩa rằng là chẳng hạn như là khi mà ra trường, tại vì nó liên quan tới cái nghề nghiệp cụ thể, liên quan tới cái nghiệp vụ quy trình, thì chủ yếu là mình bỏ hết, thực ra là mình lược hết các cái lý thuyết thì chúng ta chỉ cần đọc trong tài liệu mà thôi. Còn lại thì tôi chỉ hướng dẫn các em cái cách thức để mà chẳng hạn như trong thanh toán quốc tế thì chúng ta cần phải nắm những vấn đề gì, chẳng hạn như là chúng ta phải biết được cái liên quan đến vấn đề là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, rồi các cái phương thức thanh toán như thế nào mà hiện nay người ta áp dụng. Còn lại các phần lý thuyết thì các em đọc. Tuy nhiên thì khi mà dạy các cái môn quản trị, đặc biệt khi mà chúng ta thấy các cái môn mà tiêu đề đầu tiên là quản trị, chẳng hạn như là quản trị dự án, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chuỗi cung ứng, thì nôm na thì mình trình bày theo cái kiểu mang tính chất lý thuyết nhiều hơn. Mặc dù chúng ta sẽ có hai phần, lưu ý luôn. Thì cái điểm quá trình thì nó cũng là 50% điểm quá trình và 50% điểm thi. Thì cái điểm quá trình này chúng ta sẽ có một cái phần tiểu luận, có nghĩa là chúng ta sẽ làm nhóm. Thì hiện nay thì lớp chúng ta khá là đông, và do đó thì vấn đề mà để có thể chẳng hạn như sau khi mà chúng ta làm tiểu luận xong thì nó sẽ có một cái phần gọi là trình bày. Thì tất nhiên rồi, nếu mà tôi chia nhỏ nhóm ra thì dẫn đến là chúng ta mất rất là nhiều thời gian để mà có thể thực hiện vấn đề thuyết trình, dẫn đến là một nhóm hiện nay thì tôi thấy là các em đăng ký môn học này khoảng 116 bạn. Thì tất nhiên rồi, trừ xuôi trừ ngược thì chúng ta chỉ khoảng 100 bạn. Thì nôm na thì tôi sẽ coi như chúng ta có 10 bạn một nhóm, nhớ nha, 10 bạn một nhóm. Mỗi nhóm sẽ làm về một cái tiểu luận. Thì cái vấn đề là viết tiểu luận như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các em. Thì chủ yếu là chúng ta tập trung vào vấn đề là về quản trị chuỗi cung ứng, có nghĩa là hiện nay đặc biệt là các cái tập đoàn lớn thì người ta đều có một cái bộ phận riêng liên quan đến chuỗi cung ứng. Thì và mỗi tập đoàn thì họ sẽ có một cái chiến lược phát triển chuỗi cung ứng khác nhau. Do đó thì khi mà chúng ta thành lập các nhóm, mỗi nhóm 10 bạn, thì mình cũng không có ép buộc chúng ta tự phân thôi. Chúng ta lưu ý rằng là chúng ta tự phân, mình không có theo cái danh
sách của khoa đưa xuống mà chúng ta tự phân mỗi nhóm 10 bạn thì chúng ta sẽ viết một cái tiểu luận liên quan tới cái quản trị chuỗi cung ứng của một cái tập đoàn thực tế nào đó, chẳng hạn có thể tập đoàn ở trong nước hoặc là có thể tập đoàn ở nước ngoài, thì tùy thuộc vào các em sự lựa chọn. Sau khi chẳng hạn như là chúng ta sẽ viết tiểu luận, tất nhiên rồi cái khung viết tiểu luận thì mình sẽ hướng dẫn cho các em sau. Sau buổi học này thì cái khung thì mình sẽ viết trên hệ thống LMS. Và chẳng hạn như là hiện nay thì chúng ta có khoảng 11 buổi là lý thuyết, còn lại thì chúng ta thực hành. Thì nôm na cái buổi 3 buổi cuối cùng thì chúng ta sẽ trình bày về cái tiểu luận đó và chúng ta nộp cho mình cái tiểu luận. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất là dài, ít nhất là khoảng 3 đến 4 tuần để chúng ta các nhóm viết cái tiểu luận đó. Còn lại thì coi như đó là một cái bài làm bài tập nhóm và thuyết trình, thì nôm na là cái điểm quá trình sẽ được tính vào đó theo nhóm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có các cái bài tập cá nhân, thì các em lưu ý như thế này, cái bài tập cá nhân thì ở cái môn học này khác với lại là các môn học trước, thì chúng ta sẽ tôi chủ yếu là gì, chúng ta thực hành. Cái giờ thực hành thì hiện nay thì tại vì chúng ta sẽ thực hành trên phòng máy, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm Excel. Trong Excel nó sẽ có một cái phần gọi là Excel Solver, dùng để giải quyết các bài toán tối ưu mà người ta hay áp dụng trong vấn đề giải quyết các cái bài toán liên quan đến quản trị chuỗi cung ứng. Thì chúng ta sẽ khi mà học tập trung thì chắc là tôi nghĩ rằng là chúng ta đã có 2 tuần nghỉ rồi thì chắc là hết tuần này thôi, tại vì vấn đề là bây giờ người ta cái coi như là 21 ngày cách ly thì coi như là hết tuần này thì chúng ta nghỉ 21 ngày rồi, thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta sẽ tôi cũng không hiểu nữa, tùy thuộc vào cái vấn đề là lịch trình của trường thôi, nhưng mà cái phần thực hành thì chúng ta sẽ thực hành ở trên lớp ở trong phòng máy, tại vì tránh cái trường hợp là thực hành qua đây thì có bạn thì có laptop, có bạn thì không có laptop, do đó vấn đề là chúng ta cũng khó có thể thực hiện một cách hiệu quả được, do đó vấn đề là gì, tôi sẽ để cái phần thực hành tập trung. Chẳng hạn như là bữa nay tôi thấy cái lịch trình chúng ta chẳng hạn như nhóm 1 là chiều nay, đợt trước tôi cũng nói rồi, cái vấn đề là để có thể mà chúng ta thực hành được thì chúng ta phải có một số buổi về lý thuyết. Do đó thì cái vấn đề là tuần này coi như là nhóm 1 thực hành, các bạn nào nằm trong nhóm 1 á, thực hành thì chúng ta coi như nghỉ. Tuần sau nếu mà tập trung thì tôi sẽ sắp xếp sau, tôi sẽ ghép các em vào nhóm 2 hoặc nhóm 3, tại vì tôi thấy rằng là thực hành thì một lớp có 40 em và chúng ta sẽ chia nhỏ ra thì dễ dàng thực hành hơn. Do đó thì nhóm 1 hiện nay thì tôi thấy tuần này là nhóm 1, vì vậy nhóm 1 tuần này nghỉ, tuần sau thì tôi sẽ gì, nếu mà chúng ta học tập trung thì tôi sẽ chia cái nhóm 1 đó ra làm đôi và chúng ta sẽ kèm vào ở nhóm 2 hoặc nhóm 3 để chúng ta thực hành. Thì phần lớn cái điểm quá trình thì là nó rơi vào cái vấn đề thực hành. Thực hành thì chúng ta sẽ làm các cái vấn đề liên quan đến quản trị chuỗi cung ứng, thì sau khi buổi trình bày hôm nay xong thì các em sẽ biết thôi. Khi thi cũng vậy, thi thì chúng ta không có lý thuyết, mà thi thì chủ yếu là chúng ta làm, không phải chủ yếu mà 100% là chúng ta sẽ làm các cái bài liên quan tới vấn đề là thực hành, chứ không có lý thuyết. Lý thuyết thì tôi chỉ tập trung vào vấn đề là chúng ta làm bài tiểu luận nhóm mà thôi. Do đó chúng ta nhớ nha, thống nhất như vậy. Bây giờ chúng ta lo hình thành nên cái nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 bạn. Và trong ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi cho các em cái cách viết tiểu luận như thế nào. Nhớ nha. Rồi, mục tiêu của môn học này thì gồm có 3 mục tiêu. Như chúng ta thấy, thì để đáp ứng 3 mục tiêu của chương 1 thì tôi chia nó ra làm 4 phần. Phần đầu thì tôi sẽ trình bày các em cái khái niệm chuỗi cung ứng, rồi khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng, và nó có một cái khái niệm mà nếu chúng ta đọc rồi, đúng không, được trước tôi cho các em đọc và cũng trả lời các câu hỏi ở dưới, thì không biết bạn nào, tôi cũng chưa coi lại là có bạn nào chưa nộp hay không. Tuy nhiên thì coi như là chúng ta đã đọc rồi, đúng không ạ? Và ở đây thì tôi sẽ có một cái sự phân biệt, sự khác nhau giữa cái từ hậu cần và quản trị chuỗi cung ứng. Thì thực ra cái từ hậu cần mà nôm na chúng ta hay nghe đó là cái từ gì, logistics. Còn chuỗi cung ứng thì tiếng Anh thì người ta gọi là một cái thuật ngữ là supply chain management, chúng ta dịch ra gọi là quản trị chuỗi cung ứng.
Thì mình sẽ cái phần phần 1 thì mình sẽ trình bày cho các em chuỗi cung ứng là gì, khái niệm, rồi khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng cũng như là cái sự khác nhau giữa hậu cần và quản trị chuỗi cung ứng. Cái phần thứ hai thì mình sẽ trình bày cho các em buổi hôm nay liên quan tới vấn đề là năm lĩnh vực hoạt động của chuỗi cung ứng. Thì năm lĩnh vực hoạt động của chuỗi cung ứng này bao gồm đó là sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Thì cái vấn đề là sản xuất và tồn kho thì nôm na thì chúng ta, đặc biệt là phần sản xuất thì chúng ta đã được học ở cái môn quản trị sản xuất rồi, cũng như tồn kho. Thì ở đây thì để tránh cái sự trùng lắp, tại vì các em lưu ý là gì, quản trị chuỗi cung ứng, trong quản trị chuỗi cung ứng thì sản xuất là một phần, một bộ phận của quản trị chuỗi cung ứng. Đó lý do tại sao mà trong cái kết cấu dạy của học kỳ này thì mình yêu cầu cô giáo vụ là gì, để các em tiếp cận cái môn quản trị sản xuất trước, mà cái môn quản trị sản xuất lại là môn bắt buộc. Do đó vấn đề là tôi đảm bảo rằng là các bạn đều học rồi. Ở đây thì tôi chỉ giới thiệu lại lướt qua, còn vấn đề là chúng ta sẽ vào thực hành, thì chúng ta sẽ làm các cái phần liên quan đến vấn đề sản xuất và tồn kho. Sau thì cái vấn đề sản xuất và tồn kho này chắc là tôi cũng không 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 rõ lắm là ở thầy Sơn dạy như thế nào. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta sẽ mang tính chất thực tế hóa một tí, chẳng hạn như là trong quản trị chuỗi cung ứng liên quan đến sản xuất thì người ta sẽ quản lý cái gì, liên quan đến tồn kho thì người ta sẽ quản lý cái gì, và thực hành như thế nào thì các em sẽ rõ sau. Cái phần thứ ba thì là cái phần liên quan tới xác định các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các em là trong một chuỗi cung ứng thì có các cái đối tượng nào tham gia, họ gồm những ai. Và phần thứ tư trong cái phần này thì mình sẽ giới thiệu cho các em về cái ứng dụng của chuỗi cung ứng vào chiến lược kinh doanh của công ty như thế nào. Thì đây là nội dung chính của cái buổi hôm nay. Thì ở đây mình có lấy một cái video clip ở trên YouTube và tôi thấy khá là hay. Và các em có thể chúng ta có thể khái niệm chuỗi cung chúng ta có thấy cái này không? Các bạn có thấy cái video clip này không? dạ thái Ok. Rồi, chúng ta coi là chúng ta mường tượng trước nha. khái niệm chuỗi Thì người ta cũng đã tổng quát hóa, tổng quan hóa về quản trị chuỗi cung ứng như thế nào. Thì các em có thể sau khi coi video clip này thì chúng ta có thể gì có một cái khái niệm cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là dù là kinh doanh nhỏ lẻ hay là kinh doanh dưới dạng là tổ chức của một tập đoàn thì chúng ta thấy rằng là gì, cái vai trò của quản trị chuỗi cung ứng cũng khá là quan trọng trong cuộc sống, đúng không ạ? Rồi ở đây thì mình có thấy thêm một cái ví dụ ba cái của đường này là ba đường không có lằn gì một cả, cái súc tập sanh đoàn thì lớn hiện sao, nay đó súc sanh PepsiCo, cái này cẩn thận nè, súc sanh thì nó chúng ta là có phải thể thất tình lục dục rồi tiếp tửu sắc say cũng men, là của mấy cái Vilas này luôn nó nha. thành thành súc sanh hết. Khách hàng Mình đã muốn từng nghe nhiều đến cụm từ chuỗi cung ứng, vậy chuỗi cung ứng là gì? Chuỗi cung ứng hay supply thì nôm na chuỗi cung ứng thì ở đây thì sau khi mà chúng ta coi hai video clip thì người ta đều nói rằng là gì, chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những cái vấn đề liên quan trực tiếp hay là gián tiếp, mục đích là gì, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Hay nói cách khác đó là gì, chuỗi cung ứng thì bao gồm tất cả các cái doanh nghiệp tham gia một cách trực tiếp hay gián tiếp trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thì theo đó thì chúng ta thấy rằng là gì, chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm là gì nhà sản xuất, nhà cung cấp, mà nó còn liên quan đến các cái nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng của họ. Thì đó là cái khái niệm mà chuỗi cung ứng sau khi mà chúng ta coi hai cái video clip. Thì ở đây thì nôm na chúng ta hiểu là gì, chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp, mục đích là gì, nhằm thỏa mãn cái nhu cầu của con người, của khách hàng, đúng không ạ? Rồi theo đó thì chuỗi cung ứng thì không chỉ bao gồm đó là gì, nhà sản xuất này, nhà cung cấp, mà nó còn bao gồm nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng. Đó là cái định nghĩa quản trị chuỗi cung ứng. Chúng ta vẫn nghe mình nói chứ hả?
chúng ta vẫn theo dõi chứ phải không? Dạ có. Rồi, mình cứ tưởng chúng ta không nghe chứ. Rồi, theo cái video clip thì chúng ta thấy rằng là chuỗi cung ứng thì đây là một cái sơ đồ cơ bản của một chuỗi cung ứng cơ bản. Chúng ta có thể thấy gì? Một chuỗi cung ứng cơ bản thì bao gồm tất cả các cái công ty tham gia vào quá trình thiết kế sản xuất này, rồi cung cấp sản phẩm ra thị trường. Chẳng hạn như là lúc nãy chúng ta coi ở PepsiCo đó, thì người ta gì để sản xuất ra thành phẩm là chai nước Coca-Cola thì người ta phải gì nhập các nguyên vật liệu đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy rằng cái dòng nó vận chuyển từ gì, raw material đúng không ạ? Raw material này sẽ gì được thu mua bởi các cái nhà cung cấp này, họ sẽ thu mua các cái nguyên vật liệu. Sau khi mà họ thu mua xong thì họ sẽ vận chuyển tới cái nhà máy sản xuất đúng không ạ? Sau khi sản xuất ra sản phẩm xong thì họ sẽ gì mang cái sản phẩm này, phân phối cái sản phẩm này tới các cái nhà bán buôn, rồi đến các nhà bán lẻ về gì bán hàng hóa cho khách hàng. Thì đây là một cái sơ đồ minh chứng về một cái chuỗi cung ứng cơ bản chúng ta cần lưu ý. Cái thứ hai, cái phần tiếp theo mà mình muốn trình bày cho các em nó liên quan tới vấn đề, chẳng hạn như là đây là một cái chuỗi cung ứng đơn giản của nhà hàng. Thì ở đây chúng ta thấy là gì, nhà hàng thì ở nhà hàng này thì người ta sẽ bán chẳng hạn như là các cái món ăn đúng không ạ, đồ uống này. Để mà có thể thành lập nhà hàng thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều các cái nguyên vật liệu này, cũng như là đồ uống có thể cung cấp. Thì đây chúng ta có thể coi đây là một cái chuỗi bao gồm là gì, từ nhà sản xuất, từ nhà phân phối, từ nhà bán lẻ, từ nhà cho đến gì cái người cung cấp là nhà hàng bán cho người tiêu dùng. Thì đây là một cái chuỗi cung ứng. Thì cái vào phần sau thì mình sẽ giới thiệu cho các em kỹ hơn. Và vai trò của quản trị chúng cung ứng thì người ta thấy rằng là gì, khi mà quản trị chuỗi cung ứng, khi mà quản trị chuỗi cung ứng tốt thì doanh nghiệp có thể đạt được các lợi ích như sau. Chẳng hạn như là qua các cái nghiên cứu người ta thấy rằng là gì, khi mà quản lý được cái chuỗi cung ứng tốt thì cái lượng hàng tồn kho giảm từ 25 đến 60%, rồi chi phí cho chuỗi cung ứng giảm từ 20 đến 25 đến 50%, rồi tăng lợi nhuận sau thuế lên đến 20%, rồi độ chính xác trong việc dự báo sản xuất tăng từ 25 đến 80%, và nó cải thiện vòng cung ứng đơn hàng lên đến 30 đến 50%. Thì hôm nay chúng ta có thể hiểu là một chuỗi cung ứng được hình thành khi nhiều bên tham gia vào một hoạt động hay quy trình kinh doanh nào đó. Bên cạnh đó thì muốn các bên tham gia trong chuỗi cung ứng phối hợp một cách nhịp nhàng, thì khi mà phối hợp một cách nhịp nhàng như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả rất là cao trong vấn đề vai trò của quản trị chuỗi cung ứng. Thì đây mình giới thiệu sơ cho các em để chúng ta nắm được là gì, khi mà quản trị chuỗi cung ứng tốt thì chúng ta sẽ đạt được các cái hiệu quả như thế nào, liên quan đến cái gì, vấn đề là tồn kho, liên quan đến vấn đề là chi phí cho chuỗi cung ứng, liên quan đến vấn đề là gì, tăng lợi nhuận sau thuế như thế nào. Đặc biệt là trong cái vấn đề là chức năng của quản trị chuỗi cung ứng, nó có một cái phần đó là gì, dự báo nhu cầu cho sản xuất. Thì khi mà người ta áp dụng cái chuỗi cung ứng này vào trong quá trình vận hành thì người ta thấy rằng là gì, độ chính xác trong việc dự báo sản xuất càng tăng lên. Rồi một cái phần nữa liên quan tới vấn đề là gì, quản trị chuỗi cung ứng là gì, thì nôm na chúng ta có hiểu là gì. Thực ra thì cái thuật ngữ quản lý chuỗi cung ứng nó xuất hiện vào năm 1980 và được sử dụng phổ biến vào năm 1990. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, quản trị chuỗi cung ứng được hiểu là sự kết hợp giữa sản xuất này, tồn kho, địa điểm và vận tải, và giữa các cái thành phần tham gia trong chuỗi cung ứng nhằm đạt được khối lượng công việc hiệu quả nhất trong thị trường đang phục vụ. Thì thực ra thì 10 năm về trước á, thì cái cụm từ chuỗi cung ứng rất hiếm, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta, thì được các cái nhà quản trị nói đến, họ thường quan tâm đến các cái khái niệm về hậu cần, hay gọi là logistics. Thì hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta thì logistics và hậu cần thì nôm na chúng ta hiểu là gì, nó vẫn còn
nó vẫn còn có một cái khái niệm là hơi trùng lắp nhau. Tuy nhiên thì logistics thì nôm na thường người ta nói đến cái sự vận tải về cái dòng chảy của hàng hóa hơn là so với vấn đề quản trị chuỗi cung ứng. Do đó thì chúng ta có thể phân biệt được là quản lý chuỗi cung ứng và quản trị logistics là như thế nào. Thì thực ra thì cái từ logistics này á, thì sau khi mà chúng ta đọc cái tài liệu thì chúng ta thấy rằng logistics thì nó liên quan đến các cái hoạt động xảy ra trong phạm vi của một tổ chức riêng lẻ mà thôi. Có nghĩa rằng là và nó tập trung vào cái sự quan tâm đối với các hoạt động như là thu mua này, phân phối này, rồi bảo quản và quản lý chất lượng hàng tồn kho. Trong khi đó thì cái quản trị chuỗi cung ứng thì khi mà chúng ta đọc đó thì các em lưu ý rằng là gì, chúng ta sẽ có một chương là chương 4 thì mình sẽ giới thiệu cho các em về cụ thể hơn là quản trị chuỗi cung ứng là như thế nào. Còn ở đây thì ở cái chương này thì mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi để cho chúng ta có một khái niệm trước khi chúng ta phân tích sâu hơn ở cái chương 4. Thì nôm na chúng ta hiểu nghe logistics thì nó rồi, logistics và quản trị chuỗi cung ứng ở Việt Nam chúng ta là hơi có khái niệm là gì, họ cứ nghĩ nó là một, tuy nhiên nó là khác. Thì hậu chẳng hạn logistics thì người ta hay dịch ra gọi là hậu cần, thì chúng ta cần phải xác định được là gì, cái phạm vi áp dụng cái từ logistics này thì nó liên quan đến gì, các cái hoạt động xảy ra trong phạm vi của một tổ chức, của một doanh nghiệp mà thôi. Còn quản trị chuỗi cung ứng thì nó liên quan đến hệ thống các cái công ty. Nó không có chỉ là gì tập trung vào các cái hoạt động xảy ra trong phạm vi của một tổ chức mà nó liên quan đến hệ thống các cái công ty làm việc với nhau và kết hợp các cái hoạt động để phân phối sản phẩm đến thị trường. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể coi, chúng ta có thể hiểu rằng là gì, logistics chỉ là một phần của quản trị chuỗi cung mà thôi. Rồi ở đây thì chức năng của logistics thì người ta nói rồi, mình nói lại là gì, nó tập trung vào cái sự quan tâm đối với vấn đề là thu mua này, phân phối này, bảo quản và quản lý chất lượng hàng tồn kho trong một tổ chức mà thôi. Còn vấn đề quản lý chuỗi cung ứng thì nó bao gồm tất cả các vấn đề về hậu cần, đúng không ạ? Nhưng thêm vào đó thì nó còn có các hoạt động khác như là lúc nãy chúng ta coi cái video clip của đầu tiên á của cô Vi bánh mì đó, thì chúng ta thấy rằng là gì, ngoài vấn đề là hậu cần, có nghĩa là gì, liên quan đến vấn đề logistics là gì, vận chuyển hàng hóa từ tay người từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng, thì cái quản trị chuỗi cung ứng này nó còn thêm các cái hoạt động khác như là tiếp thị này, phát triển sản phẩm mới này, đúng không ạ? Rồi nó còn liên quan đến vấn đề là gì, tài chính này và dịch vụ khách hàng. Thì nôm na chúng ta có hiểu là gì, thực ra thì quản trị chuỗi cung ứng, cái logistics nó là một phần công việc của chuỗi cung ứng, còn quản trị chuỗi cung ứng thì là gì, là một cái hoạt động xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động từ sản xuất cho đến kinh doanh. Ngoài ra thì nó còn có liên quan đến các cái dịch vụ, chẳng hạn như là về tiếp thị này, về phát triển sản phẩm mới này, về tài chính và dịch vụ khách hàng. Thì đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải có một cái sự phân biệt giữa logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Thì để mà hiểu rõ logistics làm cái gì, như thế nào, thì ở chương 4 thì mình sẽ hướng dẫn các em một cách cụ thể hơn. Rồi cái phần tiếp theo liên quan tới cái hoạt động của chuỗi cung ứng, thì ở cái phần này thì một cái hoạt động của chuỗi cung ứng thì chúng ta cần nắm được thì nó gồm có 5 lĩnh vực, chẳng hạn như là thứ nhất đó là liên quan đến vấn đề là sản xuất này, tồn kho này, địa điểm này, vận tải và thông tin. Thì các chúng ta thấy không, các em vẫn thấy cái slide chứ? Chúng ta vẫn theo dõi đúng không? Hoạt động của chuỗi cung ứng, mình nói lại nghe, hoạt động của chuỗi cung ứng thì nó gồm có 5 lĩnh vực, gồm có là gì, được xác định rõ năng lực chuỗi cung ứng, gồm có sản xuất này, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Đây, chúng ta có thể coi cái mô hình mà trên cái slide, đúng không ạ? Thứ nhất là về sản xuất này, thứ hai là tồn kho, thứ ba là địa điểm, thứ tư là vận tải và thứ năm là thông tin. Thì các cái lĩnh vực này là tác nhân thúc đẩy hiệu quả chuỗi cung ứng của công ty. Để mà quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả
Thì nôm na chúng ta hiểu là trước hết chúng ta phải có hiểu biết về mỗi tác nhân thúc đẩy cùng cách thức vận hành của nó, rồi mỗi tác nhân thúc đẩy thì nó có khả năng tác động một cách trực tiếp vào chuỗi cung ứng và tạo ra những cái hiệu quả một cách cụ thể. Và quan trọng là gì, chúng ta phải sau khi mà chúng ta đã xác định, chúng ta hiểu rõ được mỗi tác nhân thúc đẩy cùng cái cách thức vận hành của nó, chẳng hạn như là sản xuất thì nó vận hành như thế nào, rồi tồn kho thì nó vận hành như thế nào, địa điểm thì nó vận hành như thế nào, thông tin thì nó vận hành như thế nào, và vận tải thì nó vận hành như thế nào. Và từ đó thì chúng ta sẽ cái bước tiếp theo là gì, chúng ta phải kết hợp những cái tổ hợp khác nhau của các tác nhân này, mục đích là gì, nâng cao giá trị của kết quả đạt được. Nôm na ở phần này chúng ta cần nắm được hoạt động của chuỗi cung ứng gồm có 5 chức năng. Chức năng thứ nhất là về sản xuất, chức năng thứ hai là về tồn kho, chức năng thứ ba về địa điểm, chức năng thứ tư là về vận tải và thông tin. Thì chúng ta cần nắm được là mỗi chức năng thì nó sẽ có một cái cách thức vận hành như thế nào. Và sau khi mà chúng ta nắm được cái cách thức vận hành của mỗi chức năng rồi thì chúng ta cần phải có một cái sự kết hợp như thế nào. Thì đó là lý do tại sao cái môn quản trị chuỗi cung ứng này, chúng ta sau khi mà chúng ta biết được các hoạt động rồi, chúng ta biết được cách thức vận hành của nó như thế nào rồi, thì chúng ta sẽ ứng dụng vào trong vấn đề là công ty để nâng cao hiệu quả của công ty đó. Thì nôm na là sau khi mà chúng ta học xong thì thực ra thì tôi sẽ cung cấp cho các em một cái kiến thức cơ bản để chúng ta có thể vận hành. Thì nôm na như thế này, thực ra thì chúng ta không có thể vào trực tiếp trong một cái tổ chức hay là một doanh nghiệp nào để chúng ta thực hành. Do đó thì cái phần thực hành thì chủ yếu là mình sẽ mô phỏng, dưới dạng mô phỏng thông qua các cái phần mềm. Một trong những phần mềm mà sử dụng phổ biến nhất đó là Excel. Thực ra thì hiện nay đối với cái doanh nghiệp nhỏ, tôi thấy rằng là người ta cũng sử dụng cái Excel để mà mô phỏng, để mà tính toán liên quan tới vấn đề là lập kế hoạch cho các cái hoạt động quản trị chuỗi cung ứng của họ. Thì nếu mà chúng ta sau này làm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng thì cái môn học này cũng cung cấp cho các em một cái, thực ra thì tôi cũng cố gắng xây dựng một cái mô hình mô phỏng về quản trị chuỗi cung ứng của các cái công ty. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì, thực hành liên quan đến vấn đề thực hành thì chúng ta sẽ làm một cái mô phỏng, chẳng hạn như là quản trị chuỗi cung ứng của, chẳng hạn ví dụ như là cô Vy bán bánh mì thì gồm có những cái bước gì, thì trong vấn đề là thực hành mình sẽ hướng dẫn cho các em. Liên quan tới cái tác nhân đầu tiên, tác nhân thúc đẩy đầu tiên hay còn gọi là chức năng đầu tiên là gì, là sản xuất đây. Thì liên quan đến vấn đề sản xuất thì các em học ở môn quản trị sản xuất rồi, thì sản xuất thì nó liên quan tới cái gì, thứ nhất đó là gì, khi nói đến sản xuất là nói đến các cái vấn đề liên quan tới cái chẳng hạn như là năng lực sản xuất và năng lực dự trữ sản phẩm để mà đáp ứng được cái nguồn hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Đây thì tôi lấy cái mô hình chúng ta có thể coi ở đây, đúng không ạ? Liên quan tới vấn đề là sản xuất, hoạt động của chuỗi cung ứng liên quan đến vấn đề sản xuất thì chúng ta sẽ nói đến các vấn đề liên quan tới cái năng lực sản xuất và năng lực dự trữ sản phẩm để đáp ứng được cái nguồn hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Và ở đây chúng ta thấy rằng là gì, phương tiện của sản xuất đó thì gồm có hai cái phương tiện, gồm có gì, nhà máy và nhà kho, đúng không ạ? Các em đã học ở cái môn quản trị cũng cung ứng rồi, môn quản trị sản xuất rồi. Thì để quản lý tốt công tác sản xuất thì nhà quản trị cần xác định các yêu cầu sau. Đây, thứ nhất là thị trường, đúng không ạ? Nói lại nha để chúng ta nắm được. Thì liên quan đến vấn đề sản xuất thì chúng ta cần phải xác định được cái gì, năng lực sản xuất và năng lực dự trữ sản phẩm để đáp ứng được cái nguồn hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Và phương tiện, rồi cái phương tiện mà liên quan tới vấn đề sản xuất thì gồm có là gì, ở đây nè. Chúng ta thấy không, chúng ta quan tâm đến năng lực sản xuất và năng lực dự trữ, đúng không ạ? Trên cái slide tôi để đó. Về năng lực sản xuất, về phương tiện sản xuất thì gồm có đi nhà máy và nhà kho. Thì cái này là chúng ta đã học ở môn quản trị chuỗi cung ứng rồi. Còn vấn đề là các cái quyết định liên quan tới vấn đề sản xuất mà nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải xác định các yêu cầu sau. Thứ nhất đó là gì, thị trường đang có nhu cầu về sản phẩm nào, đúng không ạ? Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta làm trong bộ phận quản trị chuỗi cung ứng thì chúng ta nắm cái vấn đề về sản xuất, thì chúng ta cần nắm những cái vấn đề liên quan sản xuất như thế nào. Thứ nhất là gì, thị trường
đang có nhu cầu về sản phẩm nào, hay là gì, thị trường muốn tiêu thụ sản phẩm gì. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là khi mà bắt tay vào sản xuất chẳng hạn như là cà phê Hòa Tan đi, thì cần nắm bắt được cái thị hiếu của người tiêu dùng để mà xác định sẽ sản xuất lại cà phê Hòa Tan nào phù hợp. Chẳng hạn như là khi xét về giá cả nên sản xuất lại cà phê Hòa Tan thường hạn với giá cao hay là sản xuất loại cà phê Hòa Tan bình dân với giá thấp, thì nôm na chúng ta cần phải xác định là gì, thị trường đang có nhu cầu về sản phẩm nào. Chẳng hạn như là chúng ta đang tiến hành sản xuất về cái gì, cà phê Hòa Tan, thì chúng ta cần phải nắm được cái thị hiếu của người tiêu dùng để mà xác định sẽ sản xuất lại cà phê Hòa Tan nào phù hợp, đúng không ạ? Chẳng hạn như là khi xét về giá thì giá cả nên sản xuất loại cà phê Hòa Tan thường hạn với giá cao hay là sản xuất loại cà phê Hòa Tan bình dân với giá thấp, đúng không ạ? Cái thứ hai là chúng ta quan tâm khi nào, đúng không ạ? Khi nào thì sản xuất sản phẩm nào, và nên sản xuất với số lượng là bao nhiêu. Ví dụ như là khi đã xác định được loại sản phẩm cà phê Hòa Tan phù hợp, thì chúng ta thấy rằng là ở đây này, cái quản trị chuỗi cung ứng nó kết hợp thêm, đúng không ạ? Ngoài vấn đề là để tránh cái sự hiểu nhầm giữa logistics và quản trị chuỗi cung ứng, thì mình nói rồi, logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng, đúng không ạ? Còn vấn đề là quản trị chuỗi cung ứng ngoài gì, ngoài tất cả các cái vấn đề về hậu cần, chẳng hạn như là lúc nãy thì tôi giới thiệu về hậu cần, thì chúng ta quan tâm đến vấn đề gì, về thu mua này, về phân phối này, về bảo quản này, về tồn kho này, thì cái quản trị chuỗi cung ứng này nó còn có sự kết hợp của các hoạt động khác như là tiếp thị. Thì thực ra thì cái phần mà các cái quyết định liên quan đến vấn đề sản xuất, chẳng hạn như là thị trường đang có nhu cầu về sản phẩm nào, rồi khi nào thì sản xuất sản phẩm nào, rồi sản xuất với số lượng bao nhiêu, thì nôm na là chúng ta đang có sự kết hợp liên quan đến vấn đề hoạt động là tiếp thị đó, đúng không ạ? Chẳng hạn như là khảo sát thị trường để biết nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay đang cần sản phẩm gì, để mà chúng ta có thể xác định được nhu cầu của họ, từ đó chúng ta có cái kế hoạch về sản xuất, đúng không ạ? Cái thứ hai là khi nào thì sản xuất sản phẩm, ví dụ như là khi đã xác định được cái, tôi lấy ví dụ như là cà phê Hòa Tan đi, thì khi đã xác định được loại sản phẩm cà phê Hòa Tan phù hợp, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào thời điểm nào hay là vào mùa nào trong năm thì nhu cầu uống cà phê sẽ tăng mạnh để tập trung mà sản xuất. Nôm na chúng ta hiểu là gì, ở đây vẫn là cái hoạt động như là tiếp thị đó. Thì thực ra thì khi mà chúng ta học môn học này xong thì chúng ta thấy rằng là gì, quản trị chuỗi cung ứng này nó kết hợp bởi rất là nhiều các hoạt động trong cái hoạt động kinh doanh, rất nhiều các cái chức năng, chẳng hạn như là ở đây thì liên quan đến vấn đề là gì, thị trường muốn tiêu thụ sản phẩm hay là gì nhu cầu, thì hôm nay chúng ta đang nói về cái hoạt động về marketing, rồi và chẳng hạn như là phát triển sản phẩm mới cũng là về marketing, đúng không ạ? Tí nữa thì chúng ta sẽ chẳng hạn như là nó sẽ có một cái lĩnh vực liên quan đến tài chính, rồi nó sẽ có một cái lĩnh vực liên quan đến hoạt động là gì, dịch vụ khách hàng. Thì hôm nay chúng ta có thể thấy rằng quản trị chuỗi cung ứng thì nó có thể là gì, là một cái sự kết hợp của nhiều cái chức năng, nhiều cái hoạt động tham gia vào đây, đúng không ạ? Rồi cái thứ ba, ở trong cái vấn đề là chức năng sản xuất của hoạt động chuỗi cung ứng thì nó liên quan đến vấn đề là sản xuất. Chẳng hạn như là số lượng sản xuất là bao nhiêu. Ví dụ như là khi đã biết được nhu cầu uống cà phê Hòa Tan của thị trường tăng mạnh vào mùa hè, thì chúng ta nên lên kế hoạch sản xuất sao cho có thể đáp ứng được nhu cầu trong mùa này một cách kịp thời. Cái thứ tư, đúng không ạ? Ở trong các cái quyết định liên quan đến vấn đề là hoạt động sản xuất của chuỗi cung ứng, thì nó sẽ có một cái khái niệm chúng ta cần phải xác định, đó là gì, sản xuất bằng cách nào. Thì lúc này chúng ta phải tìm hiểu phương thức và phương pháp pha chế làm sao cho nó phù hợp nhất. Thì các em cần lưu ý nghe, mình nói lại tóm lại, thì hoạt động chuỗi cung ứng gồm có 5 chức năng. Thứ nhất là gì, sản xuất, tồn kho, vận tải, địa điểm. Trong và thông tin về chức năng sản xuất thì chúng ta cần nắm được, đó là gì, một nhà quản trị cần phải nắm được, một nhà quản trị chủ cung ứng cần phải nắm được liên quan đến hoạt động sản xuất là gì, năng lực sản xuất và năng lực dự trữ. Về phương tiện trong cái hoạt động sản xuất thì gồm có 2 cái phương tiện, đó là gì, nhà máy và nhà kho. Và các cái quyết định liên quan, các cái quyết định liên quan mà nhà quản trị chủ cung ứng cần đưa ra liên quan đến các hoạt động sản xuất là gì, chúng ta cần phải xác định được 4 vấn đề. Thứ nhất đó là gì, thị trường muốn tiêu thụ sản phẩm gì,
đúng không? Thứ hai là gì? Nên sản xuất sản phẩm đó vào thời điểm nào? Rồi cái thứ ba là gì? Sau khi mà chúng ta xác định được cái thời điểm rồi thì chúng ta nên sản xuất số lượng bao nhiêu vào từng mỗi thu điểm, từng mỗi thời điểm cụ thể, đúng không ạ? Và cái thứ tư mà nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải quan tâm liên quan tới cái quyết định là hoạt động sản xuất đó là gì, sản xuất bằng cách nào, thì đây là các cái hoạt động sản xuất mà các cái nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải xác định. Thì các em lưu ý là như thế này, khi mà chúng ta thực hành thì tôi cũng sẽ có một cái sự mô phỏng liên quan tới bốn vấn đề này. Thì ở đây thì lý thuyết thì tôi giới thiệu chúng ta nắm sơ qua để có một cái kiến thức cơ bản, còn vấn đề là khi mà thực hành á thì chúng ta sẽ tính toán, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Rồi cái phần cái hoạt động thứ hai của quản trị chuỗi cung ứng trong năm cái hoạt động đó là tồn kho, đúng không ạ? Thì liên quan tới cái tồn kho đây, liên quan tới các hoạt động tồn kho thì nôm na chúng ta hiểu là gì? Tồn kho là những cái hàng hóa mà chúng ta học ở trong quản trị chuỗi cung ứng rồi. Tôi chỉ nhắc sơ qua cho chúng ta nắm lại, tại vì chúng ta cũng mới học xong. Thì tồn kho là gì? Tồn kho là những cái hàng hóa có mặt trong suốt quá trình chuỗi cung ứng. Mà có mặt trong suốt quá trình chuỗi cung ứng này thì nôm na gồm những vấn đề gì? Thứ nhất là gì? Nguyên liệu đầu vào, đúng không ạ? Rồi sau cái nguyên liệu đầu vào thì chúng ta có thể là gì? Bán thành phẩm. Và cuối cùng là gì? Thành phẩm mà nhà sản xuất này, nhà phân phối, nhà bán lẻ nắm giữ, thì người ta gọi là tồn kho. Mình nhắc lại nghe, tồn kho là những cái hàng hóa có mặt trong suốt quá trình chuỗi cung ứng. Trong suốt quá trình chuỗi cung ứng này thì lúc nãy tôi giới thiệu cho các em là gì, chuỗi cung ứng là gì, hàng hóa đi từ nguyên vật liệu rồi tới gì sản xuất, rồi tới bán thành phẩm, rồi tới thành phẩm, rồi tới các nhà phân phối, tới các nhà bán lẻ và tới tay người tiêu dùng. Thì nôm na chúng ta có hiểu là gì? Cái tồn kho này có mặt trong suốt quá trình chuỗi cung ứng, gồm có nguyên liệu này, nguyên liệu đầu vào đó, bán thành phẩm này, thành phẩm mà nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ nắm giữ. Nếu mà ở, tôi lấy ví dụ như là nếu mà ở nhà sản xuất thì họ nắm giữ cái gì? Thứ nhất là gì? Nguyên vật liệu, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Họ có thể nắm giữ bán thành phẩm, và cái thứ ba là gì? Họ có thể nắm giữ thành phẩm. Còn ở nhà phân phối với nhà bán lẻ thì cái tồn kho hàng về mặt hàng hóa thì ở đây chủ yếu là gì? Là thành phẩm thôi. Có nghĩa là hàng hóa đã được sản xuất rồi, chờ tới tay người tiêu dùng thôi. Thì hôm nay chúng ta có thể hiểu như vậy. Thì ở cái vấn đề hoạt động tồn kho thì nhà quản lý chuỗi cung ứng cần phải biết, nếu mà quản lý tồn kho tốt, đúng không ạ? Khi mà chúng ta học ở trong môn quản trị sản xuất rồi thì nếu mà quản lý tồn kho tốt thì có thể đáp ứng nhanh chóng những biến động về nhu cầu của khách hàng, cân đối được giữa sản xuất và khả năng đáp ứng, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là chúng ta biết được rằng mùa này nhu cầu của khách hàng rất lớn về sản phẩm, chẳng hạn như là mùa Covid này thì nhu cầu của khách hàng rất lớn về chẳng hạn như là nước rửa tay, rồi về khẩu trang. Thì điều đó nó, nếu mà chúng ta nắm bắt ở cơ hội này mà chúng ta nâng cái lượng tồn kho, có nghĩa là lượng dự trữ hàng hóa lên, thì chúng ta có thể gì, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng. Khi mà nhu cầu chẳng hạn như là chúng ta thấy cũng không biết lúc nào chúng ta cách ly xã hội, lúc nào chúng ta phải đeo khẩu trang. Có một cái thì mà cái vấn đề là Covid này cũng chưa có thể là gì kết thúc một sớm một chiều. Do đó vấn đề là nếu mà chúng ta biết được, nắm bắt được những cái biến động về nhu cầu của khách hàng liên quan tới vấn đề là nước rửa tay này, liên quan đến vấn đề là khẩu trang này, thì chúng ta có thể điều đó có nghĩa là dẫn đến chúng ta có thể cân đối được cái giữa sản xuất và khả năng đáp ứng. Trong cái vấn đề tồn kho này thì một nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải có là nắm được ba cái vấn đề, các cái quy định liên quan chính. Thứ nhất là gì? Nên dự trữ loại hàng hóa nào trong từng giai đoạn chuỗi cung ứng, chẳng hạn như là họ sẽ ra các cái quyết định liên quan, chẳng hạn nên dự trữ loại hàng hóa nào trong từng giai đoạn của chuỗi cung ứng. Rồi cái thứ hai là nên lưu trữ bao nhiêu nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm. Đặc biệt là trong vấn đề quản trị sản xuất thì chúng ta thấy rằng là gì, để sản xuất thì chúng ta phải có nguyên vật liệu đầu vào, hoặc là gì, một số các nhà lắp ráp đi, thì thông thường là lắp ráp thì họ sẽ sử dụng các nguyên không sử dụng nguyên vật liệu thô, mà người ta sẽ gì, dự trữ các cái bán thành phẩm. Tôi lấy ví dụ như là nhà máy lắp ráp ô tô Trường Hải đi, để lắp ráp thành công một chiếc Kia thì người ta
phải cần có rất là nhiều linh kiện, và các linh kiện đó sẽ được cung cấp bởi các cái nhà sản xuất linh kiện, đúng không ạ? Thì nôm na cái linh kiện đó người ta gọi là bán thành phẩm, đúng không ạ? Rồi ví dụ như là để sản xuất ra cái linh kiện đó thì các cái nhà sản xuất đó thì người ta cần phải có nhập các nguyên liệu đầu vào. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là sản xuất lốp ô tô đi, thì người ta phải có nguyên liệu đầu vào là gì? Cao su. Rồi cái lốp ô tô này là gì? Chỉ là gì? Bán thành phẩm để gì? Cho cái giai đoạn sản xuất tiếp theo là gì? Ra thành phẩm là chiếc xe. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Nên lưu trữ ở đây, các cái nhà quản trị chuỗi cung ứng liên quan đến hoạt động tồn kho thì họ cần phải biết được là gì? Nên lưu trữ bao nhiêu nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm. Cái thứ ba mà nhà quản trị chuỗi cung ứng trong vấn đề hoạt động tồn kho của chuỗi cung ứng thì người ta cần phải xác định được mức độ trữ hàng tối ưu vào thời điểm đặt hàng mới. Thì nôm na là những cái phần liên quan đến vấn đề sản xuất và tồn kho này thì các em đã được học ở môn quản trị sản xuất rồi. Ở đây ở môn này thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua, và quan trọng là chúng ta sẽ thực hành. Trong vấn đề thực hành thì mình sẽ mô phỏng liên quan đến vấn đề sản xuất và tồn kho để cho chúng ta nắm được là cái cách thức vận hành của sản xuất trong hoạt động của chuỗi cung ứng như thế nào, tồn kho trong hoạt động của chuỗi cung ứng như thế nào. Rồi nói tóm lại, trong cái vấn đề tồn kho thì cái nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải nắm các vấn đề liên quan tới các cái quyết định liên quan, chẳng hạn như là nên dự trữ loại hàng hóa nào trong từng giai đoạn của chuỗi cung ứng, rồi nên lưu trữ bao nhiêu nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm. Và cái thứ ba mà nhà quản trị cũng cần có các cái quyết định liên quan là gì? Xác định được cái mức độ trữ hàng tối ưu và thời điểm đặt hàng mới. Thì đây là ba cái vấn đề mà nhà quản trị cũng ứng liên quan đến hoạt động tồn kho cần nắm. Các em lưu ý là như thế này, ở chương 2 và chương 3, chẳng hạn như là chương 2 và chương 3 thì tôi sẽ phân tích cụ thể các cái hoạt động của chuỗi cung ứng. Trong đó chương 2 thì chúng ta sẽ học liên quan đến vấn đề hoạt động chuỗi cung ứng là sản xuất và tồn kho. Rồi chương 3 thì chúng ta sẽ liên quan đến vấn đề là chương 2 thì hoạt động của chuỗi cung ứng thì tôi sẽ giới thiệu cho các em về vấn đề là chương 3 thì chúng ta sẽ tìm hiểu liên quan đến vấn đề là sản xuất và phân phối đó. Thì trong các cái phần đó mình sẽ nói một cách cụ thể hơn. Còn ở đây thì mình giới thiệu sơ cho chúng ta nắm được cái năm cái hoạt động của chuỗi cung ứng gồm sản xuất, tồn kho. Rồi hoạt động thứ ba liên quan tới vấn đề chuỗi cung ứng. Trong năm cái chuỗi cung ứng đúng không ạ, là liên quan tới vấn đề là địa điểm. Thì nôm na địa điểm ở đây thì nó là gì? Thì thực ra là địa điểm là việc cũng ở trong cái môn quản trị sản xuất thì tôi cũng không biết là thầy cô có giới thiệu cho các em hay không, nhưng mà ở đây thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Địa điểm cũng là một hoạt động của chuỗi cung ứng đúng không ạ, và địa điểm là việc mà chúng ta lựa chọn vị trí về mặt địa lý để mà chúng ta có thể đặt cái nhà máy hay nhà kho, mục đích là nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường và tính hiệu quả về chi phí vận chuyển. Thì muốn thế thì cái nhà quản trị chuỗi cung ứng cần xác định các mục tiêu sau. Thì ở đây thì có 3 mục tiêu đúng không ạ? Có 3 mục tiêu liên quan tới vấn đề, nếu mà chúng ta học ở trong cái môn quản trị sản xuất rồi thì nó có 3 vấn đề liên quan đến vấn đề địa điểm. Thứ nhất đó là gì? Nên đặt nhà máy sản xuất và kho hàng ở đâu? Tôi lấy ví dụ như là liên quan đến vấn đề là cà phê Hòa Tan đi, thì ví dụ như là đặt nhà máy sản xuất hạt cà phê ở Buôn Mê Thuột để mà có thể thuận lợi trong việc thu hoạch và xử lý hạt cà phê, đúng không ạ? Cái thứ hai là đâu là địa điểm lý tưởng có thể mang lại hiệu quả tối ưu nhất? Thì chẳng hạn như là sau khi mà cũng lấy cái ví dụ cà phê Hòa Tan đi, sau khi mà đặt cái nhà máy sản xuất hạt cà phê đúng không ạ, để mà sản xuất cà phê Hòa Tan thì chúng ta phải có hạt cà phê, do đó thì vấn đề là để mà có hạt cà phê, tất nhiên rồi, hạt cà phê ở đây coi như là bán thành phẩm sau khi mà chúng ta thu mua nguyên liệu đầu vào là gì, cà phê khô đúng không, chúng ta phải về xử lý để nó trở thành hạt cà phê. Thì chúng ta có thể đặt nhà máy sản xuất hạt cà phê ở Buôn Mê Thuột để mà có thể thuận tiện trong việc thu hoạch và
và xử lý cà phê. Còn thứ hai là gì? Đâu là địa điểm lý tưởng để ta có thể mang lại hiệu quả tối ưu nhất? Ví dụ như là đặt nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng tại Bình Dương để mà giảm thiểu chi phí vận chuyển đến các nhà bán lẻ, đúng không ạ? Tại vì cái vấn đề là sau khi mà chúng ta sản xuất ra sản phẩm thì cái thị trường tiêu thụ của chúng ta là gì? Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi, thì hôm nay chúng ta cần phải đặt gì? Cái nhà máy sản xuất cà phê Hòa Tan, đúng không? Tại Bình Dương. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là đa số chẳng hạn Trung Nguyên, rồi Nét Cà Phê hay là Vina Cà Phê thì thông thường người ta sẽ đặt cái nhà máy, đặc biệt là liên quan đến cà phê Hòa Tan đó. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta đi xuống khu vực Bình Dương thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Các cái nhà sản xuất cà phê Hòa Tan này thì người ta đều đặt nhà máy ở, có nghĩa là gì, sản xuất ra thành phẩm là cà phê Hòa Tan đó, ở Bình Dương, khu vực Bình Dương và Đồng Nai. Còn vấn đề là xử lý hạt cà phê thì thông thường người ta sẽ đặt cái nhà máy ở cái vùng nguyên liệu, chẳng hạn như là ở Buôn Ma Thuột hoặc là ở khu vực Lâm Đồng này, chẳng hạn như là Di Linh này, rồi ở Cầu Đất này, chúng ta đều thấy các cái nhà máy người ta đặt để mà người ta gì, sản xuất ra hạt cà phê. Còn vấn đề là sau khi hạt cà phê, hôm nay chúng ta hiểu là hạt cà phê là bán thành phẩm đó, thì người ta sẽ mang hạt cà phê này xuống cái nhà máy sản xuất ra cà phê Hòa Tan là ở khu vực Bình Dương để gì, mục đích là gì, để mà giảm thiểu được chi phí vận chuyển đến các nhà bán lẻ, nhà bán sỉ ở khu vực đó, đúng không ạ? Đa số thì cái thị trường của người ta là gì, tập trung chủ yếu ở các cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, đúng không ạ? Dẫn đến là người ta sẽ đặt cái nhà máy sản xuất ở đó, liên quan đến vấn đề thành phẩm để gì, giảm thiểu được cái chi phí vận chuyển. Cái thứ ba liên quan tới vấn đề là địa điểm trong cái hoạt động chuỗi cung ứng, thì cái nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải nên tận dụng các nhà máy có sẵn hay là xây mới toàn bộ. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà cơ sở sản xuất bánh kẹo đi, đang ở khu vực thuận lợi với các nhà cung cấp, chẳng hạn như là để sản xuất ra bánh kẹo thì chúng ta cần phải có các nhà cung cấp về đường nè, về bột nè, về nguyên liệu nè, hương liệu nè, đúng không ạ? Chúng ta nên cái cơ sở mà sản xuất bánh kẹo thì nên đặt ở cái khu vực là thuận lợi với các nhà cung cấp, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta thấy rằng là gì, ở khu vực thuận lợi với nhà cung cấp thì chúng ta nên phát triển quy mô cơ sở sản xuất tại đây. Còn nếu mà ngược lại thì cần, nếu mà ngược lại cái địa điểm mà chúng ta sản xuất cách xa các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thì chúng ta lại cần phải tìm những cái địa điểm gần các nhà cung cấp để đặt cái nhà máy sản xuất. Nói tóm lại, trong cái hoạt động, trong cái chức năng địa điểm của hoạt động chuỗi cung ứng, thì nhà quản trị của cung ứng cần phải ra các cái quyết định liên quan tới vấn đề là gì. Thứ nhất là gì, đặt nhà máy sản xuất và kho hàng ở đâu. Cái thứ hai thì đâu là cái địa điểm lý tưởng có thể mang lại hiệu quả tối ưu. Cái thứ ba là mà nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải xác định liên quan tới cái địa điểm đó là gì, nên tận dụng các nhà máy có sẵn hay là xây mới toàn bộ. Thực ra thì cái này chúng ta cũng đã nắm sơ bộ ở trong cái môn quản trị sản xuất rồi. Tôi không biết là thầy có nhắc tới hay không, tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cần nắm nha. Chúng ta cần nắm lại là cái hoạt động liên quan đến hoạt động địa điểm, chức năng địa điểm của quản trị chuỗi cung ứng, thì còn cái nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải có các cái quyết định liên quan như thế nào, thì có ba cái quyết định. Rồi cái phần thứ tư, cái hoạt động thứ tư trong quản trị chuỗi cung ứng liên quan đến vấn đề là vận chuyển. Tác nhân thứ tư chính là vận chuyển. Thì nôm na thì chúng ta hiểu là gì, vận chuyển là liên quan đến việc di chuyển, có thể là gì, nguyên vật liệu, đúng không, từ nguyên vật liệu tới gì, nhà máy sản xuất, đúng không, hoặc là bán thành phẩm, từ cái nhà cung cấp linh kiện tới cái nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng, hoặc là gì, thành phẩm trong chuỗi cung ứng. Nôm na chúng ta hiểu là gì, vận chuyển thì liên quan đến việc di chuyển nguyên vật liệu này, bán thành phẩm này, và thành phẩm trong chuỗi cung ứng. Thì ở trong cái môn quản trị chẳng hạn nghiệp vụ ngoại thương thì mình cũng đã giới thiệu cho các em thì liên quan đến vận chuyển, thì có 6 cái phương thức vận chuyển mà chúng ta cần phải nhắc đến, đó là gì, tàu biển này, đúng không ạ, rồi xe tải này, hay được còn gọi là đường bộ đó, rồi đường sắt này, rồi máy bay này, đường ống. Ngoài ra hiện nay thì người ta còn sử dụng một cái gọi là phương tiện vận tải điện tử, đối với các cái sản phẩm vô hình như là phần mềm này, chẳng hạn như là các cái sản phẩm về âm nhạc này, đúng không ạ, game này, thì người ta có thể sử dụng thêm một cái phương tiện mà chúng ta có thể cập nhật vào đây, đó là gì, phương tiện vận tải điện tử. Thì liên quan tới cái vấn đề vận chuyển,
thì cái nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải xác định được các vấn đề gì. Thì có hai vấn đề mà nhà quản trị chuỗi cung ứng liên quan đến vấn đề là gì vận chuyển cần phải ra quyết định. Thứ nhất đó là gì, hàng tồn kho được vận chuyển từ nơi cung ứng đến nơi tiêu thụ khác nhau bằng cách nào, có nghĩa là bằng cách nào, đúng không? Cái thứ hai mà nhà quản trị chuỗi cung ứng họ cần phải đưa ra quyết định đó là gì, chọn loại phương tiện nào sẽ là phù hợp nhất tại thời điểm đó. Thì chúng ta cần phải nắm được liên quan tới vấn đề là liên quan đến vấn đề là vận chuyển. Cái cuối cùng, hoạt động cuối cùng trong quản trị chuỗi cung ứng là thông tin. Thì cuối cùng thì là cái nhân cuối cùng là về thông tin. Thì nôm na chúng ta lưu ý là gì, thông tin là nền tảng đưa ra quyết định của bốn thành phần nêu trên của chuỗi cung ứng. Chẳng hạn đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là ở cái slide này chúng ta thấy rằng là gì, thông tin nó nằm ở giữa. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, thông tin là nền tảng đưa ra quyết định của bốn thành phần sản xuất này, tồn kho này, địa điểm này, vận tải này của chuỗi cung ứng. Rồi nó là sự kết hợp, sự kết nối vững chắc của tất cả các hoạt động trong chuỗi cung ứng, và dựa vào thông tin được cung cấp xuyên suốt trong chuỗi, từng công ty trong chuỗi cung ứng sẽ có hôm nay chúng ta hiểu là họ sẽ có các quyết định chính xác cho hoạt động riêng của họ. Điều này sẽ làm cho cực đại hóa lợi nhuận cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Thì các em lưu ý rằng là gì, ở chương 5 chúng ta sẽ học về cái vấn đề là gì, thông tin trong hoạt động chuỗi cung ứng. Thì cái phần này mình sẽ nói một cách cụ thể ở trong phần đó. Liên quan đến vấn đề là thông tin thì các cái nhà quản trị chuỗi cung ứng họ cần phải ra các cái quyết định liên quan. Thứ nhất là gì, đó là giúp cho phối hợp các cái công việc hàng ngày giữa các công giữa các bên công ty trong chuỗi cung ứng một cách hiệu quả nhất. Thứ hai đó là chính là cái phục vụ cho việc dự đoán và lên kế hoạch tốt hơn cho các cái lịch trình sản xuất hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thông tin dự báo cũng được sử dụng cho việc ra quyết định chiến lược cho có nên lập các phòng mới hay không. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, trong vấn đề là thông tin thì các cái nhà quản trị chuỗi cung ứng thì họ sẽ ra các cái quyết định liên quan đến vấn đề là gì, thu thập bao nhiêu dữ liệu và chia sẻ bao nhiêu thông tin là đủ. Thực ra cái thông tin, cái sự chia sẻ thông tin ở đây chủ yếu là tập trung vào vấn đề là gì, đơn hàng này, rồi về vấn đề là nhu cầu của khách hàng ở các giai đoạn trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn như là nhu cầu của người tiêu dùng như thế nào, rồi nhu cầu của nhà cung ứng như thế nào. Thì nôm na để mà tạo ra một cái chuỗi cung ứng hiệu quả thì cái vai trò của thông tin rất là quan trọng, đặc biệt là gì, đóng vai trò quan trọng đặc biệt là gì, cái sự chia sẻ các cái thông tin trong chuỗi cung ứng một cách xuyên suốt. Hôm nay chúng ta hiểu rằng là gì, tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề là đầu giữa nhà cung cấp với lại là gì, khách hàng tiêu dùng có thể hiểu nhau, dẫn đến là tránh các cái trường hợp chẳng hạn như là dự trữ quá mức hay là gì thiếu hàng vân vân. Thì đó là cái vai trò của thông tin. Nói tóm lại thì liên quan tới hoạt động chuỗi cung ứng, mình nói thì rất là nhiều, tuy nhiên thì vấn đề là tóm lại chúng ta cần phải nắm sau cái vấn đề này thì chúng ta cần phải nắm đó là gì, hoạt động của chuỗi cung ứng thì gồm có 5 chức năng. Chức năng thứ nhất là gì, về sản xuất, thứ hai về tồn kho, thứ ba về địa điểm, thứ tư về vận tải và thứ năm là về thông tin. Thì các cái nhà quản trị chuỗi cung ứng thì ứng với mỗi hoạt động thì cần phải có các cái quyết định liên quan, chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề là sản xuất thì nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải xác định bốn vấn đề. Đó là gì, thị trường muốn tiêu thụ sản phẩm gì, rồi chúng ta nên sản xuất sản phẩm vào thời điểm nào, rồi chúng ta nên sản xuất sản phẩm với số lượng là bao nhiêu và sản xuất bằng cách nào. Thì đó là các cái quyết định liên quan. Liên quan đến sản xuất này thì chúng ta cần phải quan tâm đến hai vấn đề, đó là gì, năng lực sản xuất và năng lực dự trữ. Và cái phương tiện trong vấn đề sản xuất mà chúng ta cần phải nắm được đó là gì, gồm có hai cái phương tiện, đó là nhà máy và nhà kho. Liên quan tới vấn đề là tồn kho, tồn kho thì chúng ta biết rằng là tồn kho thì nôm na là gì, là cái hàng hóa có mặt trong suốt quá trình hoạt động của chuỗi cung ứng. Thì liên quan tới cái tồn kho này thì các nhà quản trị
thì chuỗi cung ứng cần phải nắm được ba vấn đề, có nghĩa là ra quyết định được ba vấn đề. Thứ nhất là gì? Nên dự trữ loại hàng hóa nào trong từng giai đoạn của chuỗi cung ứng, rồi nên lưu trữ bao nhiêu nguyên liệu thô, bán thành phẩm và sản phẩm, và cái thứ ba là gì? Xác định được cái mức độ dự trữ hàng tối ưu và thời điểm đặt hàng mới. Thì các nhà cung ứng họ cần phải nắm được cái vấn đề, các quyết định liên quan. Cái vấn đề thứ ba, chức năng thứ ba liên quan đến hoạt động chuỗi cung ứng, mình cứ phải nói đi nói lại để chúng ta có một cái trong suốt cái đây là cái môn học. Thực ra thì tôi cũng đã hoàn thành xong rất là nhiều môn học, thì cái môn học này là môn học cuối cùng trong học kỳ này tôi giảng dạy các em. Do đó thì vấn đề là với lại cái thời gian chúng ta học môn này cũng khá là dài, thì vì ngoài vấn đề là lý thuyết thì chúng ta cũng có thực hành. Do đó thì vấn đề là trong suốt quá trình học thì tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta có một cái quan trọng là gì? Học phải hiểu. Thế thôi. Liên quan đến vấn đề địa điểm thì các cái nhà quản trị chuỗi cung ứng họ cần phải nắm được các cái quyết định liên quan. Thứ nhất là gì? Nên đặt nhà máy sản xuất và kho hàng ở đâu? Cái thứ hai là gì? Đâu là địa điểm lý tưởng có thể mang lại hiệu quả tối ưu nhất? Và cái thứ ba là gì? Nên tận dụng các nhà máy có sẵn hay là xây dựng mới toàn bộ? Cái hoạt động thứ tư, chức năng thứ tư của quản trị chuỗi cung ứng mà chúng ta cần nắm đó là gì? Liên quan đến vấn đề vận chuyển. Thì liên quan đến vấn đề vận chuyển thì các nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải có các quyết định liên quan. Thứ nhất là gì? Hàng tồn kho được vận chuyển từ nơi cung ứng đến nơi tiêu thụ khác bằng cách nào? Và cái thứ hai đó là gì? Chọn loại phương tiện nào sẽ là phù hợp nhất tại thời điểm đó? Đó là liên quan đến cái chức năng vận chuyển mà nhà quản trị chuỗi cung ứng cần nắm. Và cái chức năng cuối cùng trong cái hoạt động chuỗi cung ứng đó là gì? Thông tin. Thì liên quan đến thông tin này thì nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải ra các quyết định liên quan, chẳng hạn như là nên thu thập bao nhiêu dữ liệu và chia sẻ bao nhiêu dữ liệu thông tin là đủ. Thì đây là năm cái hoạt động của chuỗi cung ứng. Thì các em lưu ý rằng là gì? Năm hoạt động của chuỗi cung ứng này chúng ta sẽ được học ở trong chương 2, chương 3 và chương 5. Chương 2, chương 3 và chương 5. Chương 4 thì mình sẽ giới thiệu cho các em về vai trò của ba cái đường này là ba đường không có làm gì cả. Súc sanh thì sao? Súc sanh cái này cẩn thận nè. Súc sanh nó là phải thất tình lục dục tửu sắc say men. Mấy cái này là nó thành súc sanh hết, ngủ nhiều.